con nada niña. ¿Nada mejor de ley? Con nada, ¿eh? ¿En baño? ¿Con ella? ¿Eh? Bữa nay mai mình đi du lịch nhé. Đó. Một ngày đi với nhau này. Đó đấy. Ừ. Đó đấy. Bịp này. Bịp vào đây thêm, bịp vào đây ít đấy. Ừ. Hai bịp. Bộ vàng này, cái quần vàng đâu. Này à. Ừ. Đó đấy. Đó. Quần này đâu đây Bi nhỉ? Nó vàng, thiếu quần vàng. Đó. Ba kẹp xong thì Bi ngồi đây chơi nhá. Ngồi chơi để ba đi tắm tí nhá. Ba chưa tắm. Thấy không? Ừ. Đây, tắm đi. Đi đến tiền ra đây rồi đấy, được đẹp đấy, không? Bi ngồi đấy nhá, Bi ngồi đấy đi. Đấy nhà con đi đấy. Bên. Đi du lịch nhá, đi du lịch với bà nhá. Bố qua ba về nhá, bà nhá. Bye bye đi. Đi ngoan nhá. Ngồi đây là bà lên xem kia. Ngồi đấy. Hả? Đi. Đi ra này cho bà đi. Đi.
Nam vào mùa này là đang là mùa xuân mọi người nhé. Mùa xuân thì rất nhiều hoa, bướm, chim, yêu nó rất nhiều. Mọi người xem cảnh ở đây nó yên bình, không khí ở đây thì trong lành. Nhỏ ơi, từ từ con, để đứng 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 gà thế à? Tư được nhỉ? Tư đâu, cái này có tư đấy. Cái nên bao nhiêu tiền? Chém đi chào đây không? Có để thêm cái đấy không? Lấy 50.000 nữa. Mưa nên hơi khó đi. Cảnh núi rừng ở miền quê này rất là đẹp. Ông Bibi đã thiết kế khung cảnh này.
Chín đấy mình ăn được, nó sống không chứ ăn được. Thấy chưa này không? Em bị đói rồi đúng không? Rồi, được đầu tiên là cho về nấu Bibi ăn đó. Chờ đây, đi, lại đây. Thank you.
chạy ơi, chạy làm gì ơi, chạy cả ngu rồi ơi, mai này quay chạy quá rồi. Rất là may mắn hôm nay là có sẵn một cái bếp của bà con ở đây đi rừng ở đây nhá. À, mọi người đi rừng hay xuống đấy cũng bước với là tắm rửa cũng như là để nấu ăn đấy. Hôm nay bố với Bibi sẽ ra ngoài kia ngồi trước. Đi à? Đi ngồi đi ngồi chờ máy. Đây, đi rất đói đấy mọi người ạ, cho nên là bố hôm nay mình khoai chắc không kịp được đi ăn rồi. Khoai thì nướng hơi cháy nhưng mà thôi cũng được, nhưng mà chín nó được. Ăn từ từ thôi nhá. Đây, đi ăn đi. Vì hôm nay bố hơi sốt sốt tí và không mua đồ sẵn mà phải đi dọc đường mới mua được. Potato chips và potato. Đây thì ăn hai loại khoai này.
dưới có vẻ hơi sơ sơ cho người ạ. À, sao? Công ty trong để nhận cuối nhá.
Bỏ nhá. Đi vào để ăn nhá. Thì bá đi kiếm giòn giá cơ. Đừng ngon gì. Trời ơi. Đừng ngon làm gì vậy? Trời ơi. Rồi, lấy cả cà rốt đấy làm gì?
Rồi. Giờ đi vào đi, để tí nữa mình lên chín đấy. Đi. Ngon nè. Hả? Ngon nè.
Ngon không? Ngon đi. Ngon đi. Ừ, mình về nhá. Chắc không? Quá ngon. Món này tuyệt vời của Bibi. Rồi, xe là mình về. Thế là tối mất.
bắt đầu xuất phát từ chỗ camping về. À, cá nhân tôi thấy đi, đây khá là tối rồi. Đường đường ấy thì có cái gì đó. Ờ, là biết đâu. Chẳng sợ gì đâu, không có ai đây sợ gì. Chuyện hôm nay rất là ủng hộ, chuyện rất là đẹp.